Ngày 9 tháng 8, cơ quan nhà nước Trung Quốc phụ trách kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Bắc Kinh cũng như thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc ở Lân Cận. Dự báo trong các ngày từ 9 tới 11 tháng 8, mưa lớn sẽ chút xuống một số khu vực ở khu tự trị Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, các khu vực khác ở Đông Bắc và lưu vực Tứ Xuyên. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã kêu gọi các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lớn đẩy mạnh công tác kiểm soát lũ lụt trong giai đoạn này, sơ tán người dân, đảm bảo cung cấp đủ nguồn lực tạm dừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán cũng duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với lũ lụt ở Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Tứ Xuyên. Trong khi đó, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai duy trì ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 tại tỉnh Hồ Nam do lũ lụt tàn phá. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó cấp độ 1 là mức ứng phó khẩn cấp nhất. Những ngày qua, mưa lớn đã hoành hành ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc trong đó lượng mưa tại một thành phố phá kỷ lục lên tới 600mm. Một thành phố khác đã xảy ra lở đất khiến 15 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người đã phải di rời khẩn cấp do ít nhất 3 vụ vỡ đê. Do ảnh hưởng của bão Gemi, nhiều nơi ở Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu mưa lớn liên tục kể từ ngày 26 tháng 7. Lượng mưa trong vòng 24 giờ tại nhiều trạm thủy văn ở thành phố Tư Hưng tại đây lên tới 600mm, phá kỷ lục lịch sử ở tỉnh Hồ Nam và là trận mưa lớn cả thế kỷ mới xảy ra một lần. Tám ngôi làng đã bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài do mất điện và mạng Internet. Sáng 29 tháng 7, 10 đội cứu hộ đã phải đi bộ vào các làng này để tìm hiểu tình hình thiên tai và di rời những người bị mắc kẹt. Trước đó, một vụ lở đất đã xảy ra sáng 28 tháng 7 tại khu du lịch gần thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, trôn vùi một khu homestay khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, 6 người bị thương. Trận lở đất xảy ra sau khi khu vực này hứng chịu mưa lớn do bão Gemi. Khoảng 300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Trong khi đó, ít nhất 3 vụ vỡ đê đã xảy ra ở sông Tương Giang thuộc tỉnh Hồ Nam khiến hơn 4.600 người phải sơ tán. Trong đó vụ mới nhất vừa xảy ra lúc 13 giờ 40 ngày 29 tháng 7 ở thị trấn Hà Khẩu thuộc huyện Tương Đàm với vết vỡ dài hơn 30 m. Công tác di dời người dân và cứu hộ khẩn cấp đang được khẩn trương tiến hành. Một vụ vỡ đê khác cũng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7 ở đê tứ Tân thuộc huyện Tương Đàm. Theo báo cáo, đến gần 4 giờ sáng 29 tháng 7, vết vỡ đã rộng tới 77 m hơn 3.800 người đã được sơ tán, song chưa có báo cáo về thương vong. 1.205 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Vào khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra ở đoạn sông Quyên Thủy thuộc thị trấn Hoa Thạch, khiến ít nhất 800 người dân đã phải sơ tán. Con sông này đổ vào sông Tương Giang, dòng chính của sông Dương Tử. Vào lúc 9 giờ 36 ngày 29 tháng 7, trận lũ đầu tiên cũng đã chính thức hình thành trên sông Hoàng Hà. Cùng ngày, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã quyết định phân bổ khẩn cấp 500 triệu nhân dân tệ, gần 69 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ ở 5 tỉnh gồm Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Phúc Kiến. Trước đó nước này đã phân bổ 540 triệu nhân dân tệ hồi đầu tháng và 475 triệu nhân dân tệ hôm 26 tháng 7 từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương hỗ trợ 6 tỉnh cứu trợ lũ lụt. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị về tình hình thiên tai trong tháng 7 ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cho biết lượng mưa cực lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở nước này đã khiến thiệt hại kinh tế do thiên tai trong tháng 7 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Reuters dẫn lại dữ liệu từ Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, nước này đã chịu thiệt hại kinh tế 76,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương 10,1 tỷ đô la Mỹ, gần 270.000 tỷ đồng do thiên tai trong tháng 7, trong đó 88% thiệt hại là do mưa lớn, lũ lụt và tác động của mưa lũ. Dữ liệu của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho thấy đây là mức thiệt hại lớn nhất trong tháng 7 kể từ năm 2021. Bộ này cho biết thêm, thiên tai trong tháng 7 đã ảnh hưởng đến gần 26,4 triệu người trên khắp Trung Quốc, trong đó có 328 người thiệt mạng và mất tích, hơn 1,1 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, mưa lũ trong tháng 7 ở Trung Quốc đã khiến 1,1 triệu người phải di rời, 12.000 ngôi nhà bị sập và 157.000 ngôi nhà bị hư hại. Khoảng 2,42 triệu hecta cây trồng cũng bị ảnh hưởng. Lượng mưa cực lớn đổ xuống các khu vực rộng lớn như lưu vực Tứ Xuyên, Hoàng Hà, Sông Hoài và một số khu vực thuộc vùng đồng bằng Hòa Bắc và vỡ kỷ lục lượng mưa tại 33 trạm thời tiết ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Nam và Sơn Đông. Cũng theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, mực nước ở các con sông lớn dâng cao nhưng rút chậm sau các trận lũ lụt đã làm trầm trọng thêm tác động của những cơn mưa. Tại tỉnh Hà Nam, một trong những vùng sản xuất cây trồng thương mại chính của Trung Quốc, hơn 1,13 triệu hecta đã bị ảnh hưởng với một số vụ thu hoạch bị mất do cánh đồng bị ngập. Ở phía Nam, bão Gaemi gây tác động lớn nhất ở tỉnh Hồ Nam. Dông bão gió và mưa đá cũng làm hỏng mùa màng và nhà kính ở các khu nội mông và tân cương của Trung Quốc, theo Reuters. China News đưa tin một vụ vỡ lở đã xảy ra trên đê tứ tân của thị trấn Dịch Tục Hà, thuộc huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7. Theo báo cáo, vào khoảng 21 giờ 40, đoạn vỡ đã mở rộng hơn 50 m và đến khoảng 3 giờ 58 ngày 29 tháng 7, đoạn vỡ đã rộng tới 77 m Hơn 3.800 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn, chưa có báo cáo về thương vong. Giới chức địa phương cho biết đã huy động 1.205 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến khu vực vỡ đê tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ. Lực lượng cứu hộ hiện đang nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người bị mắc kẹt. Các nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ những người dân phải sơ tán. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 ngày 28 tháng 7, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra ở một đoạn sông Quyên Thủy thuộc thị trấn Hoa Thạch khiến ít nhất 800 người phải sơ tán. Con sông này đổ vào sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử. Theo báo cáo, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Gemi, những cơn mưa cực lớn sẽ còn xuất hiện tại một số khu vực tỉnh Hồ Nam trong ngày 29 tháng 7 trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc ban hành cảnh báo màu cam về mưa bão trên phạm vi rộng tại nhiều khu vực trong cả nước cảnh báo này chỉ thấp hơn mức nghiêm trọng nhất một bậc mưa lớn liên tục đã khiến nhiều con sông bị lũ đô thị bị ngập nước thiệt hại về người và vật chất không ngừng tăng lên Mưa lớn hoành hành ở các tỉnh miền Trung, chỉ riêng tỉnh Hồ Nam đã có ít nhất 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích sau cơn mưa lớn tối 29 tháng 7. Ảnh hưởng bởi cơn bão Kemi, có ngày thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam ghi nhận lượng mưa ở nơi nhiều nhất lên đến 645mm, gây ngập nặng vùng nội đô và sạt lở đường xá. Trước đó cũng ở Hồ Nam, vụ lở đất ngày 28 tháng 7 khiến cho 15 người thiệt mạng. Ngay cả Bắc Kinh, thành phố nằm sâu trong lục địa, rất ít mưa, nhưng ngày 30 tháng 7, chính quyền thành phố cũng ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo về mưa tại một số quận ở phía Bắc và Tây thành phố. Tuyến đường sắt nối quận Hoàng Nhu và Mật Vân và nối quận Thông Châu và Mật Vân đã bị ngưng trệ. Thành phố Bắc Kinh ban hành cảnh báo lũ quét và lụt lội. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 7, mưa lớn tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân, Quảng Đông, Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu và Hồ Bắc, trong đó một số khu vực ghi nhận lượng mưa lên tới 280 mm. Mực nước hàng chục con sông vượt mức báo động. Thống kê sơ bộ, bão Kemi đã ảnh hưởng đến 767.000 người, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 1,6 tỷ nhân dân tệ, là khoảng 224 triệu đô la Mỹ cho tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Thiệt hại do thiên tai và mưa bão sau tháng đầu năm tại Trung Quốc gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo các chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục nâng cao cảnh giác đối với lũ quét và sạt lở đất. Lũ quét đã khiến giao thông đường sắt bị gián đoạn và gây lở đất ở các khu vực khác của Trung Quốc, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 28 tháng 7. Hai quan chức bao gồm Phó Thị trưởng thành phố Lâm Giang thuộc tỉnh Cát Lâm đã mất tích trong lúc nỗ lực cứu hộ lũ lụt, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, trích dẫn lời chính quyền thành phố. Hơn 27.000 người ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã được sơ tán và hàng trăm nhà máy phải ngừng hoạt động. Lốc xoáy từ bão Kemi đã tan vào ngày 28 tháng 7, nhưng nhiều khu vực của Trung Quốc vẫn trong tình trạng báo động về nguy cơ lũ lụt do những trận mưa trước đó gây ra. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng những đám mây lớn còn sót lại của bão Kemi vẫn có thể chút mưa xuống các thành phố vốn đã bị ngập lụt. Kemi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm này, đã tấn công các thị trấn ở tỉnh ven biển Phúc Kiến vào ngày 26 tháng 7 với những trận mưa lớn và gió mạnh khi nó bắt đầu di chuyển từ bờ biển Đông Nam vào vùng nội địa Đông dân cư. Tỉnh Cát Lâm giáp với Triều Tiên đã nâng mức cảnh báo về mưa lớn và lũ quét vào sáng ngày 28 tháng 7, theo giờ địa phương. Chính quyền thành phố Lâm Giang đã đóng cửa trường học, nhà máy và doanh nghiệp trong ngày 28 tháng 7, cảnh báo rằng thảm họa lũ lụt lớn có thể xảy ra. Tại miền Nam Trung Quốc, một trận lở đất gần thành phố Khoành Dương ở tỉnh Hồ Nam vào sáng ngày 28 tháng 6 đã khiến 18 người bị bắt kẹt, trong đó 6 người được tìm thấy đã tử vong và 6 người bị thương đã được giải cứu, CCTV đưa tin, trong khi các nỗ lực tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục. Các dịch vụ đường sắt đã bị đình chỉ ở tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc, trong khi một số tuyến đường sắt chở khách đã hoạt động trở lại ở các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây phía Nam khi cơn bão di chuyển về miền Bắc. Gaemi, cơn bão đã khiến hàng chục người tử vong khi quét qua Đài Loan, Trung Quốc và làm tình hình mưa theo mùa ở Philippines trở nên tồi tệ hơn, đã ảnh hưởng đến gần 630.000 người ở tỉnh Phúc Kiến, gần một nửa trong số họ phải di rời, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin. Đã một tuần kể từ khi cơn bão mạnh Gaemi tấn công Trung Quốc vào những ngày cuối tháng 7 của năm 2024, nhưng báo chí truyền thông Trung Quốc vẫn liên tục thông tin về nó. Đó là bởi tàn dư của cơn bão gây mưa lớn và lũ lụt, có tác động quá lớn đối với nhiều khu vực của Trung Quốc. Phần lớn Trung Quốc đang phải vật lộn với mưa lớn và lũ lụt bùa vây trong những tuần gần đây. 15 tỉnh của nước này hiện đang trong tình trạng báo động khẩn cấp trong một mùa mưa bão khắc nghiệt chỉ mới bắt đầu, SCMP thông tin. Theo cập nhật mới nhất của Tân Hoa Xã, 87 con sông ở 7 tỉnh gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông – và khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc đã báo cáo mực nước dâng cao, khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo. Chưa hết, mưa lớn liên tục, hậu bão Guaymi ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã gây ra ba vụ vỡ đề sông trong vòng chưa đầy 20 giờ và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khi mực nước đạt mức kỷ lục. Tiếp đó, vào ngày 28 tháng 7, nước lũ đã tràn vào hai con đê khác trên sông Tương, con sông lớn nhất ở tỉnh Hồ Nam buộc 4.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tờ Nhân dân Nhật báo Trung Quốc cho biết thêm rằng, mưa lớn liên tục do cơn bão nhiệt đới mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm 2024, Gaemi, đã ảnh hưởng đến gần 90.000 người, làm hư hại khoảng 1.400 ngôi nhà và phá hủy khoảng 1.300 con đường ở Tư Hưng, Hồ Nam. Tại thành phố Hành Dương, Hồ Nam, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một trận lở đất nghiêm trọng do mưa lớn gây ra. Trong khi đó, các cơ quan kiểm soát lũ lụt ở Lâm Giang, một thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 1, cấp độ cảnh báo cao nhất và kêu gọi người dân sơ tán khỏi tầng trệt và tầng 1 của các ngôi nhà. Đứng trước những hậu quả tàn khốc từ bão lũ, cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia đã cấp 500 triệu nhân dân tệ, tương đương 69 triệu đô la Mỹ, tiền tài trợ khẩn cấp cho các nỗ lực phục hồi ở các tỉnh Hồ Nam, Hà Nam, Tứ Xuyên và Thiểm Tây và cứu trợ hậu báo ở tỉnh Phúc Kiến, SCMP thông tin. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, Bộ Tài chính Trung Quốc đã dành riêng 238 triệu nhân dân tệ, 33 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống thiên tai và viện trợ nông nghiệp. Theo tính toán của Reuters, Trung Quốc đã giải ngân quỹ cứu trợ thiên tai ít nhất là 6,9 tỷ nhân dân tệ, 951 triệu đô la Mỹ để khắc phục hậu quả bão Gaimi. Cục Khí tượng Trung Quốc CMA cho biết, mùa lũ và lượng mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 8 năm 2024, khi hoạt động của bão nhiệt đới dự kiến sẽ tăng lên. CMA cũng cảnh báo về tác động tiềm tàng của lượng mưa lớn đến sản lượng ngũ cốc mùa thu ở Đông Bắc Trung Quốc, một trong những vùng sản xuất ngũ cốc chính của nước này. Đập Tam Hiệp có đang làm tròn vai. Tân Hoa Xã cho biết hai ngày mưa liên tục do bão đã làm mực nước sông Tương dâng cao báo động, gây lũ lụt mức kỷ lục ở một số khu vực. Điều đáng nói là sông Tương là một nhánh chính của sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, nơi có đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp chắn qua. Cục khí tượng Trung Quốc CMA đã từng đưa ra cảnh báo ngay từ đầu tháng 7 năm 2024 rằng lũ lụt nghiêm trọng dự kiến sẽ xảy ra ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử và các con sông khác. Vượt trên dự báo, những trận mưa như chút hồi cuối tháng 7 đã giáng xuống thượng lưu sông Dương Tử, khiến cho lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng lên đến 43.000 m khối trên dây. Để đối phó với tình hình này, đập Tam Hiệp buộc phải xả lũ. Có thời điểm, đập Tam Hiệp mở 11 cửa để xả lũ. Điều này tất nhiên khiến cho mực nước sông Dương Tử ở vùng Hạ Lưu dâng lên cao. Cách đây tròn 30 năm, khi đập Tam Hiệp chính thức được động thổ, một trong những mục đích trọng yếu nhất mà các nhà hoạch định đưa ra chính là để chế ngự con sông dài nhất châu Á Dương Tử nhằm bảo vệ hàng triệu người khỏi lũ lụt thảm khốc mỗi khi mùa mưa bão diễn ra. Tuy nhiên, đập Tam Hiệp đang đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất, đập Tam Hiệp hiện đang tích tụ 1,8 tỷ tấn trầm tích sau 18 năm vận hành. Quá trình này tăng lên với tốc độ 100 triệu tấn trầm tích mỗi năm. Giải thích, vì sao quá trình bồi lắng lại có thể gây lũ lụt? Đó là vì khi trầm tích tăng lên thì dung tích hữu ích của hồ chứa của đập Tam Hiệp sẽ giảm đi. Điều này sẽ làm suy giảm khả năng điều tiết nước của hồ chứa, ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát lũ của hồ. Hậu quả là sẽ làm tăng nguy cơ ngập lụt. Ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, vốn là vùng đông dân cư và tập trung phát triển kinh tế. Thứ hai, sách xanh về biến đổi khí hậu của Trung Quốc năm 2024 do CMA công bố cho biết, do xu hướng nóng lên toàn cầu vẫn đang tiếp diễn, Trung Quốc sẽ hứng nhiều trận mưa cực đoan hơn nữa trong tương lai. Cả hai vấn đề này diễn ra cùng một lúc khiến cho vai trò của đập Tam Hiệp trong sứ mệnh chế ngự sông Dương Tử đang gặp khó. Giải pháp trước mắt chính là xả lũ. Đến đây, Trung Quốc lại đối mặt với bài toán nan giải khác. Nếu không xả lũ, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân vùng thượng du. Nhưng khi xả lũ, người dân hạ du sông Dương Tử lại phải gánh chịu hậu quả. Đập Tam Hiệp phải chăng đang một cổ hai trong, siêu đập của người Trung Quốc chưa bao giờ đứng trước thử thách lớn như thế trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Tuần qua, siêu bão Gemi đã càn quét qua Philippines, Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề. Các nhà khí tượng học bày tỏ sự bất ngờ về trận bão cực lớn này. Tại Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 7, bão Gemi đã quét qua các thị trấn ven biển ở tỉnh Phúc Kiến, mang theo mưa lớn và gió thổi rất mạnh. Cơn bão này được cho là mạnh nhất tấn công Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay, khi nó di chuyển từ bờ biển phía đông nam và vùng nội địa đông dân. Mưa lớn đã khiến mực nước dâng cao tại 13 con sông và 50 hồ chứa nước lớn trên khắp tỉnh Lương Ninh. Trong khi đó, tại một thông báo đưa ra hôm 28 tháng 7, chính quyền địa phương tỉnh này đưa ra cảnh báo những trận mưa như chút còn kéo dài tới ngày 30 tháng 7. Theo Tân Hoa xã, hàng trăm công ty hóa chất và khai thác trên khắp khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động và người dân tại đây đã được sơ tán để tránh nguy cơ lũ lụt. Riêng với tỉnh Phúc Kiến, bão gây mi đã ảnh hưởng trực tiếp đến 630.000 người, trong đó gần một nửa trong số này đã được di rời. Tân Hoa Xã cũng dẫn thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Thẩm Dương Trung Quốc cho biết 39 chuyến tàu sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8 để đảm bảo an toàn cho hành khách. Tại tỉnh Hồ Nam miền Trung Trung Quốc, những trận mưa lớn cũng chút xuống thành phố Sâm Châu buộc gần 6.000 người phải sơ tán vào ngày 27 tháng 7 lượng mưa trung bình đã vượt mốc kỷ lục lịch sử ở khu vực này. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích đã được tiến hành khẩn trương, trong đó có cả những vụ lờ đất xảy ra. Ở quận Đại Thụ, thành phố Cao Hồng, bão gây mi với sức gió giật lên tới 227 km h đã gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Trung và Nam hòn đảo này vào ngày 25 tháng 7. Trụ điện cây cối ngã đổ, trong khi các đường phố ở nhiều đô thị trên khắp hòn đảo thì ngập sâu. Theo tờ Independent, các nhà khí tượng học và nhà nghiên cứu lốc xoáy đã rất ngạc nhiên trước đường đi của bão Gemi khi nó dập dình trên biển rồi bất thần tăng tốc đổ bộ vào đất liền trên một phạm vi rất rộng trong khi vẫn duy trì được cường độ cực lớn. Trong đợt tấn công của siêu bão Gemi lần này, Philippines được coi là thiệt hại nặng nề nhất. Chính quyền Manila vào ngày 28 tháng 7 cho biết hiện đã xác định được 33 người chết và hơn 13 triệu người bị ảnh hưởng bởi cơn bão này. Trong số 33 người thiệt mạng, có 11 người ở thủ đô Manila, 12 người ở vùng Calabazon và 10 người ở vùng Luzon, bao gồm cả thủy thủ của một tàu chở dầu bị chìm ngoài khơi tỉnh Batan hôm 25 tháng 7. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là do đuối nước, lờ đất, cây đổ và điện giật. Bão cây mi đã gây nhiều thiệt hại buộc chính phủ Philippines phải ban bố tình trạng thiên tai nhằm đẩy nhanh công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân các khu vực chịu thiệt hại nặng nề. Philippines là một trong những quốc gia dễ xảy ra thiên tai nhất trên toàn cầu, chủ yếu là do nước này nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương và vành đai bão Thái Bình Dương. Trung bình mỗi năm, quốc gia này ghi nhận 20 trận bão, với một số trận bão mạnh có sức tàn phá lớn, gây nhiều thiệt hại. Lở đất và lũ quét thường xảy ra trên khắp Philippines trong mùa mưa, đặc biệt là khi có bão đổ bộ. Năm 2013, Philippines đã hứng chịu siêu bão Haiyan khiến hơn 7.000 người thiệt mạng. Tính đến 17 giờ chiều ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, hơn 30.000 cư dân ở tỉnh Liêu Ninh, thuộc Đông Bắc Trung Quốc, đã được sơ tán và hàng trăm nhà máy buộc tạm dừng sản xuất để tránh nguy cơ lũ lụt khi bão Gemi gây mì, cây mưa lớn trên diện rộng. Cơ quan phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Liêu Ninh cho biết, lượng mưa lớn từ bão Gemi, cơn bão thứ ba trong năm 2024, đã khiến mực nước dâng cao báo động tại 13 con sông và 50 hồ chứa trên khắp tỉnh. Lực lượng chức năng khu vực hiện tổ chức kiểm tra tuần tra dọc tuyến đê để phòng ngừa nguy cơ lũ lụt và giảm thiểu rủi ro thiên tai theo Tân Hóa xã. Tập đoàn Đường sắt Thẩm Dương Trung Quốc cho biết 39 chuyến tàu sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 để đảm bảo an toàn cho hành khách. Một số đoạn đường sắt đã bị hư hại và gây nguy hiểm do mưa liên tục trong vài ngày qua. Theo Reuters, bão Kemi cũng đã tấn công các thị trấn ven biển ở tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7 với những trận mưa lớn và gió giật mạnh. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh, bão gây Mi gây ảnh hưởng đến 766.900 cư dân, trong đó 304.200 người phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện có khoảng 57.000 nhân viên cứu hộ đã tham gia vào các nỗ lực cứu hộ khẩn cấp và phục hồi thảm họa. Ngoài ra, tại tỉnh Hồ Nam thuộc miền trung của Trung Quốc, những trận mưa lớn cũng chút xuống thành phố Sâm Châu, buộc hơn 5.700 người phải sơ tán vào ngày 27 tháng 7. Lượng mưa trung bình vượt kỷ lục lịch sử ở một số thị trấn, ảnh hưởng đến 20.000 cư dân. Trước đó, bão Kemi đã càn quét qua đảo Đài Loan và Philippines, gây thiệt hại nặng nề.